Tâm Giang không có nhiều đâu rồi. Tâm Giang không nhiều đâu. Đứt dây mà. Tên em thì tôi là Quý Một Ngón đây. Thì hôm nay có hai cái tin buồn anh em ơi. Một tin thì bây giờ tôi sẽ kể cho anh em, còn cái tin sau thì cuối clip thì tôi sẽ cho anh em coi nha. Rất là dữ dằn luôn anh em ơi, rất là buồn luôn. Ông tem tôi thằng Phú Phú anh em đi nghỉ vụ rồi, giờ tới Phú Lê luôn rồi anh em ơi. Chuẩn bị đem giày đỡ trơn. Sao buồn vậy Phú Lê? Nhưng mọi mà sao vậy? Tên này tên chưa có diễn xuất gì cho ba lỗ trơn. Cho anh em nhập tâm chứ đi. Ồ thứ hai á thì một hồi thì tôi sẽ kể cho anh em nghe cuối video nha. Thì hôm nay thì tôi sẽ đi mua một con diều, xong rồi tôi sẽ đi mua 50 cái cuộn dây. Tôi ra ngoài chỗ cảng anh em, chỗ đó là rất là nhiều diều luôn. Đó, quay lại tuổi thơ nha anh em ơi. Thả cho nó ra đảo luôn. Thả mà cho nó qua bên Mỹ, bên Campuchia bển luôn nha anh em. Thôi. Cắt ngay nó bay đâu giờ trời? Thì nó bay qua bên Thái Lan. Bay qua Trà Vinh nhà mày á. Ừ, nó bay không? Nó bay xuống dưới Trà Vinh á. Rồi bay xuống dưới Tiền Giang nhà ông Định luôn. Bay Trà Vinh đi. Thôi thì bây giờ tôi sẽ đi mua con diều, xong rồi thêm 50 cái cuộn dây nữa. Đó, thả cho anh em coi nha. Tại vì tới mùa diều rồi đó anh em ơi. Đó, hôm nay anh em thấy tôi đổi nón đẹp không? Cuối clip đi, tôi sẽ cho anh em coi kết quả nha. Báo. Báo vậy? Xe cào cào. Lỗ bộ. Lỗ bộ như ống bọng nha. Đây hồi giáo quỷ công an bắt. Nói gì ba thôi, tôi để xe ở nhà đi, xe đạp giờ. Vì lần này nó chưa biết mình ở đó, mình thả ở đó, chậm cuồng lắm, đó chậm. Viên này non rồi ba ơi, trời ơi, dưới quê mới lên. Ở dưới quê mới lên kìa. Chú ơi. Vậy thả không ba? Ê thả đây, đừng gớt đó luôn ta đó. Ờ, chưa lên cao, chưa biết nè. Ê, gì vậy? Ủa ba này lục nghề rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Ê Quý Hằng, Quý Hằng thử buồn cái Quý Hằng. Chạy theo không có kịp đâu. Không kịp hả? Không, có gì anh chụp kịp. Ê gì đây, gót cục vậy? Thì đây tôi đang ăn gỏi cuốn nha anh em. Anh hiện ta đứng thả diều. Dạ thả diều Trà Vinh nha. Thôi. Con diều mới đó anh kìa. Diều tôi thả tôi chỉ cần đứng chỗ thôi anh em. Rồi coi câu vô dây sao nè. Con này bay thẳng nè. Con kia bay dưới đất không à. Đây là thanh niên nha anh em, nãy mới mua con diều kia rồi, nó đầm lắm. Xong cái đem lại đổi con khác nè. Nè, để tao coi con này sao. Đây con diều ma nha anh em. Diều ma kìa, diều ma, diều vô xương kìa. Còn diều mình nè. Nó tuốt ở đằng xa mà con dây nó dưới lộ, dưới đường. Nó chỉ cầm dây dính cục đèn rồi. Thì con diều quý mỏm lên nè. Đó, con diều này lên hồi là gãy sườn nè. Ô, nghĩ mệt nha. Ăn nha. Rớt đầu ra. Rớt gì ngang đường ta thôi. Kìa lên rồi lên. Diều gì kỳ cục vậy? Là cuộc tình tay ba nha anh em. Đó. Hai con diều cá mập nó dành diều phục. Cuộc tình tay ba kẹp giữa luôn rồi. Hả? Cá mập để dành cái rồi. Đây là đây có chiếc một chiếc máy bay nó bay đậm kinh khủng luôn em ơi. Có neo nào mua diều chiếc máy bay á. Chứ con diều này nè. Nãy giờ tôi thấy là nó bay tuốt ở trên cao hoài luôn. Ừ tôi hai con, một con là diều phụng. Một con là con diều rồng. Rồi anh em nhìn sau lưng tôi nè. Trời ơi. Ở bên đây nè. Trời ơi. Đang làm việc hậu vậy nè, chơi không? Nè, đây không? Ngủ không? Cần làm nè. Anh đi, cần đi, anh đi, không thấy nó chửi chết. Không sao đâu, sao giờ? Vô hẹn, chơi, chơi. Nè, đừng nè. Chơi một lần duy nhất nha, một lần thôi nha. Có chửi đó. Bấm thôi. Chắc ý. Không phải. Hay quá. Oh hell no.
ai vậy? Con diều đâu? Dạ? Con diều mày đâu? Con dê con diều đâu rồi? Con cầm dây con diều đâu? Đứt dây mà. Hả? Băng xong luôn. Để cái nói nhau mất cười. Mày chẳng thấy vui. Người ta ngồi ra ta nhìn quá chợ luôn kìa ba. Quá chợ thiệt. Rồi cờ luôn rồi, cờ luôn rồi. Đi đâu bộ? Đi đâu bộ? Vì chấm ngưỡi là anh đi nha, em nãy mới mua con diều kia rồi. Nó đọc đọc xong cái đem lại đổi người ta con khác nữa nè. Nó thôi con diều của người ta mà giờ mình gớt rồi. Con diều của tao. Con diều của mình kìa. Đâu? Cái dây nó dướng lại. Mày qua bao ta, cái bây giờ mình quên. Kẻ bay lên lại, kẻ bay lên lại. Đi lụm đi, lụm nói dây lại. Nó dính. Không phải, nó giật gió. Rồi. Thằng nào vậy, thằng nào bước dây ra vậy? Ai bước? Này bế thành chứ ai? Nó rõ à. Về cái dao bên mày. Nè Quý Thành để lên đi. Thôi không được, con nhiều này không được. Gì? Nhiều này xa lắm. Sao kỳ vậy? Con nhiều của tao. Ừ, cho ông đem về đi. Mình cho người ta đi. Má tự nhiên ta đang ngồi bấm điện thoại hết pin luôn nè. Ai biểu chơi điện thoại gì? Ờ, ta ngủ thả diều chứ ai ngủ đi bấm nội không? Thả diều bấm nội. Bây giờ diều của trời trời ơi trời. Tới lưng nha. Vui. Chỉ con diều già mà.